Cả đêm qua em đã không ngủ được. Tôi cũng thế. Tôi muốn hỏi cô chính xác một lần. Anh hỏi đi ạ. Tất cả những chuyện hôm qua cô nói với tôi là nghiêm túc hay chỉ là một trò đùa? Em ước gì em có thể nói tất cả chỉ là trò đùa. Tôi là người đã có gia đình. Em biết mà. Nhưng mà tất cả những điều đấy không quan trọng. Em có thể trở thành một bí mật của anh mà. Chỉ cần anh có tình cảm với em là đủ. Nó không quan trọng với cô, nhưng nó rất quan trọng với tôi. Thế này nhé, trong thời gian cô thực tập ở đây, nếu có giây phút nào mà tôi làm cho cô hiểu lầm về cảm xúc của mình, đó là lỗi của tôi. Không đúng. Rõ ràng là anh có tình cảm với em. Em cảm nhận được mà. Chúng mình rất là đồng điệu với nhau. Chỉ những người đồng điệu mới có thể đi được đến hết con đường thôi. Nam châm trái giống chỉ hút nhau nhất thôi. Không, nếu có sự đồng điệu ở đây chỉ đơn giản là trong công việc. Còn với tôi, cô và cả giới tính của cô chẳng liên quan gì cả. Anh nói cái gì cơ? Tức là cô có là phụ nữ hay là đàn ông, với tôi đều như nhau. Chúng ta chỉ đơn giản là cùng sở thích về cây cối, về thực vật. Còn về chuyện nam nữ, tôi chưa có giây nào để ý đến cô cả. Tóm lại là lỗi do tôi. Tôi đã vô tâm, đã vô ý để cho cô suy nghĩ sai lệch. Từ giờ trở đi mới đúng lại vị trí đi. Thôi cái trò đấy đi. Anh muốn gặp em. Xong. Chị em mình về thay đồ rồi đi chị ạ. Đi đâu? Để xem em gái bé nhỏ này cái gan nó to cỡ nào. Đi luôn. Em đến rồi à? Vâng. Em không hỏi vì sao tự nhiên anh hẹn em ra đây à? Lý do quan trọng đến thế sao ạ? Phương. Dạ. Tại sao tối qua em lại gọi cho anh để báo là mấy đứa đang theo dõi anh? Em không biết anh đi đâu, làm gì.
đi với ai. Em không muốn anh làm gì không hay trước mặt các em của anh, nhất là các em dâu. Em muốn anh luôn là người anh cả, luôn được các em tôn trọng. Vậy tại sao em không nói với anh? Nói gì? Nói về sự lo lắng và nghi ngờ của em là anh ngoại tình. Có mà, tại sao phải giấu? Em tưởng là giữa chúng ta nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau là điều